Nội thất Lam Huy xin chào. Hôm nay Mộc Lam Huy mình xin được giới thiệu đến các bạn ba chiếc giường gỗ giá trị 100%. Hay tên khoa học chúng ta gọi là gỗ tách. Thì với chất liệu là gỗ tách tự nhiên 100%. Gỗ rừng thuộc dòng gỗ rất là hiếm. Về cái khả năng phát triển của gỗ thì rất là chậm. Rơi đến tầm từ 3 tới 50 năm mới có thể thu hoạch. Cho nên là những cái dòng gỗ này thì ở Việt Nam mình cũng như ở các nước thì dòng gỗ này được kiểm soát rất là kỹ. Đó, kiểm soát rất là kỹ trước khi mà có thể đến được tay những người thợ mộc. Thì với đặc tính là siêu bền, phải nói là cái tỷ lệ co ngót của cái gỗ này gần như là 0%, gần như là không khi mà chúng ta đã để khô. Đó, để khô đủ tiêu chuẩn thì dòng gỗ này nếu mà nói về nó bổ là có co ngót hay là nứt xé thì thật sự với các bạn tỷ lệ rất là thấp. Nói các bạn rất là thấp. Thì cái gỗ giá trị này hay chúng ta hay quen gọi là gỗ bán súng. Gỗ bán súng là do là bên cái đặc tính nó bền. Thế cho nên là ngày xưa khi mà các cái, thậm chí ngay bây giờ luôn, thì các dòng súng của Liên Xô hay sử dụng cái bán súng bằng cái cây này này. Đó, mấy cái bán AK hay là mấy cái cây Dragunov hay là những cái thùng đạn hay là những cái đồ gọi là cần đến cái độ bền thì cái dòng gỗ này là đáp ứng rất là tốt. Thì hôm nay bên mình có 3 cái. Hiện giờ mình có 3 cái giường. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2019 thì mình có 3 cái giường này. Thì mình xin được giới thiệu đến các bạn ở trên YouTube. Các bạn cùng tham khảo. Thì xin phép dòng giường này mình không có báo giá các bạn nhé. Thì mình chỉ báo các bạn là 10 mấy triệu một cái thôi. Đó. Và hiện giờ thì mình có 3 cái. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ tới xưởng mình để tham khảo, để xem. Thì cái hàng này mình không có đục chạm CNC. Các bạn lưu ý nhé, hàng này mình không đục chạm CNC và mình đục tay hoàn toàn, đục thủ công hoàn toàn luôn. Có sử dụng máy nhưng mà đục thủ công chứ không làm CNC, không dùng công nghệ CNC và làm theo một cái phong cách có nghĩa là đơn giản, có nghĩa là tối giản về cái thiết bị, có nghĩa là không sử dụng vào thiết bị nhiều, cố gắng tập trung vào cái tay á để làm cho cái sản phẩm nó có một cái sản phẩm thì rất là đẹp, rất là tinh tế. Thế nhưng mà nó có một cái gì đấy nó không chính xác đến hoàn hảo các bạn nhé. Không phải là CNC thì cái công nghệ đục lốc tay mình đục mà nó không có thể không có đạt độ chính xác hoàn hảo. Thế nhưng mà nó sẽ có một cái hồn các bạn ạ. Đó, nó có cái hồn. Đó, nó rất là có cái gì đấy. Nếu mà chúng ta nhìn tổng thể ha. Đây này. Nhìn tổng thể thì các bạn nhìn cái giường rất là đẹp đúng không? Rất là chi tiết. Thế nhưng mà khi các bạn nhìn cũ á, nhìn kỹ lại ấy, thì đó mình làm nó rất là có nhiều những cái vị trí đục á, nó rất là thô. Mình nói thẳng rất là thô. Đó. Nhìn bình thường rất là đẹp nhưng mà nhìn kỹ vào từng đường nét ấy, thì nó rất là thô. Tại vì nó đục bằng tay các bạn ạ. Đó, cho nên nó không có như CNC. Nhưng mà mình làm cái công nghệ đó trên cái giường này, mình làm như vậy để mình lưu lại cái giá trị cho cái dòng gỗ đắt tiền này. Đó. Mình lưu lại cái giá trị cho dòng gỗ đắt tiền này chứ không CNC thì mình làm quá đơn giản các bạn ơi. Ngay cả một chiếc giường 2-3 triệu mình cũng làm được nhá. Thì cái này thì chỉ dành riêng cho những cái bác dành về gỗ mới hiểu được thôi. Và đây là cái dàn chân còn đuôi giường này các bạn này. Đuôi giường thì mình lọng cong và đục tay luôn. Rất là dày các bạn ạ. Cái này mình làm là 6 phân này. Đó, dày 6 phân này. Còn cái trụ này là tầm 8 phân. Đầu giường thì mình làm hộp kéo đúng theo cái phong cách chất chơi người rơi của cái thế hệ tầm 8X. Đó, từ những năm 8X, 9X. Và đây là cặp những cái dàn vai giường của nó đây các bạn này. Đây. Đây là vai giường của nó các bạn này. Đó. Rất là đẹp. Nhìn cứ như là gỗ cẩm ấy nhỉ. Đó, rất là tuyệt vời. Thì đối với các bạn biết về gỗ ấy, thì các bạn sẽ hiểu được cái dòng gỗ giá trị này.
nó giá trị và nó đắt ở chỗ nó ở cái lý do nào nhá. Đó thì rất là đẹp. Thì xin phép hôm nay mình làm xong sơn xong 3 bộ này thì mình xin phép quay clip ngắn ngắn này gửi đến cho các bạn tham khảo tí nhá. Còn ngoài ra thì mình còn một cái giá trị luôn, cái mẫu nữ hoàng, nhưng mà cái này mình không bán để xài các bạn ơi. Thì ở bên dưới này thì mình còn mấy cái táp đầu giường của gỗ giá trị luôn. Thì nếu như các bạn có nhu cầu, các bạn thích đi theo bộ thì các bạn liên hệ mình rồi mình sơn. Hàng này thì mình cũng nói thật với các bạn là không có nhiều nhá. Và ngoài thị trường thì các bạn cũng đừng đi kiếm làm gì cho nó mệt ra. Đó, tại vì nó không có đâu để cho các bạn kiếm chi cho mất công. Đây là 1, 2, 3, 4 cái táp đầu giường. Đây một cái nữa là 5 cái táp đầu giường gỗ giá trị. Cái này là mình mới lót thôi các bạn ơi. Đấy, nhìn này. Nhìn như vân cẩm luôn. Đó. Thì mình không nói nhiều về gỗ này nhá. Nếu như các bạn biết về gỗ này thì các bạn hiểu cái giá trị của nó. Còn các bạn không biết thì các bạn nên nghiên cứu nhá. Không nên bình luận linh tinh ở trên đây. Tại vì mình không thích kiểu vậy. Tại vì bán hàng thì mình chỉ bán cho người biết thôi. Mình không bán hàng cho người không biết. Các bạn không biết thì các bạn có thể hỏi nhá. Mình sẽ trả lời cho các bạn. Và không có các bạn cứ lên Google các bạn search đó, thông tin trên đấy. Vâng, quay trở lại với ba chiếc giường. Thì mình nhắc lại một xíu. Thì mình có hai cái 1m6 và một cái 1m8. Thì với giá của nó là mười mấy triệu, cụ thể bao nhiêu thì xin phiền các bạn một tí côn cho mình nhá. Tại mình không có báo giá trên đây vì rất là lằng nhằng. Đúng như mình có nói qua là giá trị thì nằm ở chỗ người biết thôi. Vâng, thôi mình xin phép được kết thúc clip lại tại đây. Chúc các bạn trên YouTube một ngày tốt lành nhá. Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip lần sau nhá.